Chào các bạn, hiện nay thì tôi đang trên đường sang Ocean Park 2. Đây là cái buổi lần đầu tiên sau Tết tôi sang để xem quan các anh em mà đang làm việc ở bên đấy, xem không biết là tình hình bất động sản bên đây thế nào, đúng không ạ? Tôi có nghe nói rằng là sắp tới thì Vin có một chính sách bom tấn mới, thì tôi sẽ sang xem là cái giá và cái tình hình bất động sản rồi là các anh em bất động sản bên đây làm việc thế nào, và đồng thời là tặng sách đầu lăng. Các bạn hãy theo tôi nhá. Hôm nay đi thì buổi chiều đâm ra là trời khá là vắng. Từ chỗ nhà tôi ở Time City sang bên đây nó mất khoảng tầm 20 phút. Đã đến chỗ rẽ vào rồi. Các bạn thấy là đường xuống của cao tốc đã làm khá là ổn. Mặc dù là chỗ này còn khá là hoang sơ khi mà sang Hưng Yên. Đây chính là cái cổng chào của dự án Vinhome Ocean Park 2. Vinhome lấy tên như này thì cũng đỡ phải làm truyền thông PR mới. Các bạn biết rằng hôm nay thì trời nó khá là mưa gió âm u, đâm ra là không có các bạn môi giới là đứng hai bên đường. Hôm nay khá là vắng, chứ bình thường là đợt tới đây mùa hè tới đây sẽ là cuộc chiến của việc là môi giới bắt khách, vợt khách đứng sẽ dọc hai bên đường này, sẽ chào như là gọi là phô vẫy. Tới đây các bạn môi giới sẽ đứng rất nhiều đây, đặc biệt là cái trời mà mùa hè khi mà cái lượng nhà đầu tư quan tâm, khi mà Vin truyền thông lại các nhà đầu tư quan tâm sang đây và vui chơi giải trí và quan tâm lại, vì đây vẫn là một cái dự án mà đã hiện hữu về nhà và cơ sở tầng, nên là rất nhiều bạn sale sẽ cuộc chiến của các dự án này sẽ là cuộc chiến của vợt khách. Tôi đi vào trong cái khu san hô, khu này đã mới nhận nhà rồi nhá, nhưng mà hiện nay thì chưa có người về hoàn thiện, vì chúng ta thấy rằng là vừa mới Tết xong, bây giờ mới là ra riêng, đâm ra là chưa có người hoàn thiện. Về mặt các mặt dự án của Vin thì lúc nào cũng thế, là tiến độ xây dựng rất là nhanh, cơ sở hạ tầng tốt, tiện ích cảnh quan đẹp, nên là thường là sẽ mất vài năm để người dân về ở. Cái khu vực này thì rất nhiều các cái căn thấp tầng. Thông tin về dự án thì mọi người có thể đọc thêm. Ở đây những cái căn san hô, cái khu này thì một lát nữa chúng ta sẽ đi xem và tham khảo về giá. Rất là to. Bên này thì diện tích, bên này thì đặc điểm hơn nhất của so với Ocean Park 1 đó chính là cái diện tích xây dựng rất là to. Đấy. Các bạn biết rằng là nhiều người nói rằng là bên biệt thấp tầng ở bên Ocean Park 1 gọi là nhà trong ngõ. Tức là mặc dù là bỏ rất nhiều tiền để mua một căn thấp tầng nhưng mà diện tích xây dựng rất là bé. Ok, tôi sẽ chờ một cái bạn môi giới dẫn chúng ta đi một vòng xem tham khảo giá quanh khu vực này như thế nào nhá. Xin mời theo tôi. Đây các bạn, đây là bạn Thắng lần trước đã lên video của tôi rồi, anh ấy là chuyên vật khách ở bên này. Đây là đường gì em? Đây là đường san hô anh ạ. Đây là đường san hô các bạn ạ. Đấy, bên đây là cái gì nhỉ? Gọi là khu gì? Biển hồ. Đấy, biển hồ. Thì anh em chúng ta sẽ đi một vòng quanh cái dự án Vinhome ở Ocean Park 2 này để cung cấp cho mọi người một cái gọi là giá bất động sản hiện tại, đúng không? So với thời điểm mà lúc bán bây giờ, lúc giá hiện nay là như nào thế? Giảm khoảng trung bình 15%. Hiện nay là giá trung bình giảm khoảng 15%, đấy là giá chưa có gốc luôn, còn là tiền xây nó mất trắng luôn. Nhà đây nhận được khá là nhiều rồi các bạn, nhưng mà vẫn lấy nhận chưa? Nhận rồi. Nhận nhà rồi nhưng mà chưa có người ở, nhiều các bạn nghe. Mặt góc này gì? Căn này là hiện nay đây là khu san hô 4 các bạn nhé. Đúng rồi. Ngày xưa là bán khoảng 21 tỷ. Thì các bạn bây giờ cứ trừ mất tiền chênh đi và mất khoảng trừ khoảng 15-20% đi. Khu này khoảng 2 mặt tiền và một diện tích khoảng 100m. Thực ra thì sau này mà lên thì khá đẹp các bạn ạ, tại vì hiện nay thì nhìn cây cối nó chưa có lá, đâm ra là nhìn nó hơi xấu, hơi sơn sát một tí thôi. Bạn có thấy một số cái biển cho thuê nhà này nhá. Đẹp, nhìn rất là đẹp. Được cái của Vin thì ở đâu cũng thế, là họ xây dựng rất là tốt, cái chất lượng rất là đồng bộ. Đấy, đồng bộ. Nên là những cái khu như này thì tôi thường để chờ khoảng đó khoảng 2-3 năm chẳng hạn. Khi mà dân số về ở đông thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì cái dãy này là ngày xưa là 21 tỷ, dãy này ngày xưa tranh nhau mua. Tức là cái dãy này là ngày xưa tranh nhau mua, xếp hàng để mua, cứ đêm để mua. Nhưng mà bây giờ thì không thấy ai đây cả. Khu này mới bàn ra là khoảng 2 tháng thôi, đâm ra là Tết âm lịch bận, đâm ra là tắm chưa sang ở nhiều. Hy vọng là sang đầu năm tới họ sẽ ở nhiều các bạn ạ. Thôi đi ăn các bạn 2 thôi. Đây đường bao nhiêu mét đây? Đường 51 đây. Đây chính là cái mặt đường 51m, là cái mặt đường mà hot nhất nhở. Ở bên kia là những căn đơn lập các bạn. Đối diện bên kia căn đơn lập. Song lập. Kinh đô. Đó là kinh đô 3 điểm căn. Mặt này luôn đấy ạ. Những căn song lập ở bên kia thì kinh đô, sao lập kinh đô thì nó khoảng tầm 150m. Nó khoảng tầm 34 đến 37 tỷ một căn. Thì chúng tôi đang dự đoán hy vọng rằng là giá bất động sản nó sẽ giảm xuống trong thời gian nữa.
Tại vì sao? Vì tháng 5 này là rất nhiều các cái chủ sở hữu đây sẽ hết hỗ trợ lãi suất và gặp nhiều người rất là khó khăn các bạn. Nhưng cái mặt đường 51 rất là đẹp, rất là rộng luôn. Đây là trục đường chính. Nếu mà cái dự án này mà tốc độ dân cư về càng nhanh thì cái mặt này nó chính là cái mặt mà mặt vàng luôn, là lỗ vàng luôn, rất là đẹp. Thì cái thời điểm mà những cái người nào mà có tiền dư tiền mặt thì thời điểm này bắt đáy ở đây khá ok khi mà giá giảm. Mà này bán nhiều. Tất nhiên là với những người mà họ có nhiều tiền, họ không cần tiền thì họ vẫn giao cái bán rất là cao. Ví dụ như Thắng vừa chia sẻ là cái mặt đường sau bao này nó hiện nay đang giao khoảng tầm 300 triệu mét. 100 mét thì nó phải khoảng 30 tỷ. 5 tầng, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 5 tầng các bạn. Đây chính là cái gì đây, đây. Quảng trường ánh sáng. Quảng trường ánh sáng, trung tâm đấy. Hôm nay tôi sang, tôi sẽ xem một vài căn đất lập, xem mà nó có đẹp hay không. À, đất lập trong này là đẹp đấy. Có một phân khu, có một cái màu gì? Ở đây thì mỗi một cái phân khu có một cái màu riêng, cái màu vàng vàng bẩn bẩn này thì nó là gọi là san hô. Hiện nay thì các bạn biết rằng là Vin thì bao giờ cũng đảm bảo rất tốt về vấn đề tiến độ. Đấy, một trong những nguyên nhân mà Vin đảm bảo tiến độ là cái uy tín. Nhưng mà ngoài ra các bạn biết rằng là gì, là phải xây nhanh để các cái chủ đầu tư, các cái chủ sở hữu đóng tiền. Vì đa phần là mọi người đi đóng 30% thôi, cho nên là khi mà Vin hoàn thành càng sớm thì là người Vin sẽ lấy được tiền của các cái chủ sở hữu từ ngân hàng ra là nhiều. Đây đường mấy em bốn luôn á? Ừ, bên này bốn dưới. À, bên này đảo đúng không? Thằng Trang. À, chúng ta đang đi đường bên này là đảo biệt thự đảo Ngọc Trai. Cái ngày xưa thì các bạn biết rằng là cái thời cao điểm nó phải 300 triệu mét nhỉ? 300 rưỡi. Vô giá. Thế là vô giá. Hiện nay thì cũng có người bán, ít giao dịch. Nên là không xác định được cái giá hiện tại. Tức là tùy người, có người thích thì họ đòi cao, có người không thích thì họ đòi thấp. Cái phân khu mà nhận nhà sớm nhất ở đây đó là phân khu Trà Là các bạn. À, bên tay phải chúng ta chính là Trà Là này. Bây giờ anh Thắng anh sẽ cho tôi vào khu Trà Là. Riêng cái khu Trà Là khoảng 1.000 căn nhỉ? 1.800 căn. Riêng cái phân khu Trà Là thôi là 1.800 căn rồi. Khu này thì nhận nhà sớm nhất thì chúng ta sẽ xem ra có nhiều người ở hay chưa. À, cái mặt đường sau này thì cũng chưa có người ở nhiều lắm. Cái này mặt này bao tiền? Bây giờ ở đâu rồi? Cái mặt này khoảng 190-200, đây là cái giá của bạn Thắng đưa ra. Nếu mà tôi trả 101 thôi. Như vậy là nếu mà cái giá này họ đang chào bán khoảng 19-20 tỷ một căn. 100m, 1-2-3, 5 tầng các bạn, 5 tầng. Đấy, các bạn bên kia biệt thự đảo kìa, rất đẹp luôn. Biệt thự đảo xây to là nhỏ, xây 5 tầng luôn. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Xây 5 tầng, 5 tầng biệt thự to lắm. Đây chúng ta sẽ lượn qua cái khu Trà Là một tí. Chúng ta sẽ đi đại diện nữa các bạn ạ. Đấy, đây có một số sàn, mở sàn đây kìa, mở văn phòng sàn đây kìa. Cái vỉa hè nó hơi bé nhỉ? Cái vỉa hè này nó khá là bé, nếu mà để hai ô tô thì đi cũng được, còn đi được. Nếu mà để hai ô tô hai bên thì đường giữa hơi bé một tí. Đấy, bên này là như đây là sông Lập chứ. Đây là đây sông Lập các bạn. Đây này sông Lập khoảng tầm 127 mét. Bây giờ khoảng 13 tỷ ạ. 13 đến trung bình khoảng 15 tỷ. Đấy. Đây cái đây có cái dãy sông Lập và view công viên rất là đẹp. Cũng chưa nhiều người ở lắm đi vào. Cái được cái là tôi rất thích ở Vinhome 162, một cái là gì, là cái diện tích xây dựng ở bên này nó rất là to. Đấy, cùng một cái số tiền chúng ta mua, ví dụ căn này 15 tỷ đi thì chúng ta mua bên kia bên đâu 161 đấy, chỉ là shop out thôi. Đấy, nhưng bên này thì chúng ta mua căn sông Lập. Tất nhiên là về vị trí thì bên kia là Hà Nội nhà, bên đây là Hưng Yên, nhưng đấy chỉ một phần thôi. Quan trọng nhất là chúng ta mua một cái nhà để gọi là không gian sống ấy, thì rõ ràng là bên đó số 2 cái diện tích xây dựng rất là lớn, và diện tích xây dựng lớn thì chúng ta sẽ có cái tối ưu về không gian sống nhiều hơn. Đây đây là sau lô góc à, Trà Là 10 đây. Đây là lưng ngố, đây lưng ngố, đây lưng ngố, đây lưng ngố căn này, lưng ngố căn này xanh 800. Đứng cái này à? Đúng cái này luôn.
chơi mà sang mà cho anh mượn sao biển anh xe đó đem á. Ở cái khu Trà Nà này nó có mấy cái công viên rất là đẹp, thì những cái căn mà gọi là biệt thự với công viên thì khá là ổn. Tóm lại là cái giá bán ở đây ở cái khu Trà Nà này nó cũng giảm khoảng cũng phải 15-20% so với cái giá lúc bán mở tiền. Mọi người biết rằng là bên đây thì họ mua theo giá được mua bán và cộng với tiền chênh nữa. Đặc biệt thời điểm đầu thì chênh rất là cao. Nên rất nhiều người chênh, đặc biệt là khu kinh đô ấy sáng nhỉ, chênh nhác. Mấy khu biển hồ nhỉ, chênh nhác luôn. Thì gần như là bây giờ là đòi tiền chênh khá là khó. Thì ở đây nó có ba cái nhóm người mua chính, nhất là cái người mua đầu cơ đầu tư. Đấy, nhóm người thứ mua thứ hai là nhóm người mua để ở. Đấy, cái nhóm người mua thứ ba là mua đầu tư dài hạn. Thì đầu cơ thì các bạn biết rằng là bây giờ thì tùy thuộc vào mỗi một cái đối tượng thôi. Đó là cái người mà cần tiền thì đương nhiên họ sẽ bán. Còn người không cần tiền thì họ sẽ không bán để giá cao hơn. Hiện nay thì các bạn thấy là hiện nay mới có một số khu hoàn thiện để đi vào tham quan thôi. Đấy, thì theo như anh Thắng Anh vừa chia sẻ các bạn nhá, đây anh Thắng này. Đấy, anh em vừa chia sẻ rằng là tới đây là Vin sẽ được thực hiện một cái chương trình bùng nổ. Thế là đưa ra những chính sách rất là khủng khiếp. Thì các bạn biết rằng hiện nay thì thị trường bất động sản ấy thì nó có mấy cái nhóm người tham gia, hết là nhóm chủ tư. Thì các bạn biết rằng là hiện nay thì các chủ tư thì gần như không có ra dự án mới được, đúng không? Đấy, tức là không có hàng mới để bán. Năm nay và sang năm cái tình trạng là khan các cái nguồn hàng dự án mới rất là nhiều. Cứ gần như là các chủ tư nhỏ lẻ không ra được hàng, thì những cái nguồn hàng lớn của các chủ tư lớn như Vin hay thậm chí là Lova trong kia thì sẽ có lợi thế. Tức là những nguồn hàng ít, đâm ra là còn những nguồn hàng mà nó hiện hữu thế này thì sẽ lợi thế. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là hiện nay sale thì cũng không có nguồn hàng để bán, đâm ra là sale tập trung bán những sản phẩm thế này. Đấy, và cái thứ ba nữa là gì? Là các bạn biết rằng là họ sẽ đưa ra các chính sách lớn, đặc biệt là về thu hút cư dân, thứ hai là về chính sách lãi suất hoặc là cái chính sách về liên quan đến kéo người về ở rồi hỗ trợ nội thất vân vân để mà đưa người về ở, đặc biệt là những cái dự án mà đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng xong ngay rồi, thì đấy là một cái mà cũng kỳ vọng là cái dự án này sẽ đưa, kéo dân về nhanh nhở, đúng không ạ? Đặc biệt là các bạn biết là mùa hè thì ở đây nó có cái biển hồ thì người ta sẽ về ở khá đông. Đấy, nên là với các bạn sale hiện nay thì các bạn đang đánh giá rằng là mùa hè hôm nay là cái mùa hè mà dự án này sẽ bùng nổ, đúng không? Chuẩn. Đấy, chuẩn. Thế còn cái quan điểm của tôi ấy, thì nó hơi khác một chút, tức là mặc nhiên là tôi vẫn đánh giá rất là cao các dự án của Vin. À, các bạn biết đây là uy tín của người ta thì bao nhiêu năm nay rồi, chúng ta không bàn. Thế chỉ tiếc rằng là hiện nay là những cái người mà đã mua sớm quá thì hơi tiếc một chút, nó mất được ít tiền thôi. Đấy, còn những người mua sau như chúng ta có thể chờ đợi thêm một chút nữa. Đấy, để vì đến tháng 5 này là có liên quan đến cái việc mà hết hạn hỗ trợ lãi suất. Nhưng mà chúng ta không nên kỳ vọng quá cao, tại vì cái dự án này đã định giá rất là cao rồi. Thế nên là để mà xuống thấp thì gần như là rất là ít. Nó chỉ xuống một phần thôi. Thế nên là cái thời điểm chúng ta vào phải hết sức cân nhắc. Tại vì là hiện nay các dự án ở đây, các cái ngân hàng họ đang cầm cố khá là nhiều nhỉ, có Tech rồi là có BIDV. Thế nếu mà cái tài sản đấy nó xuống thấp quá là các ngân hàng thì rất là bị thiệt hại, hoặc là nếu mà tài sản mà bị phát mãi thì các ngân hàng tôi nghĩ là họ sẽ ôm lại để mà giữ cái thanh khoản, giữ cái giá để đảm bảo tài sản đó. Thế còn tất nhiên là mua thì tùy mỗi người thôi, tùy mỗi người quan điểm mỗi người thôi. Thì tôi cũng vừa đưa các bạn đi một vòng để đánh giá thực địa cái dự án cụ thể thực tế tại Vinhome Âu Sở Bắc 2 tại Hưng Yên. Hiện nay thì hôm nay thời tiết nó lồm và ẩm, trời đất âm u, nó đúng như phản ánh đúng thị trường bất động sản hiện nay. Đây thì để cho anh chạy xin về cái khu biệt thự đảo. Bất cứ một cái giá nào của Vin thì đều có khu cao cấp nhất, đó là khu VIP nhất, đó là khu biệt thự đảo kiểu như này. Đấy, đây những cái khu biệt thự đảo, đảo bao căn? Cả nghìn căn cơ. Đó. Đây là cái đường ra rất là đẹp. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.